Ông nào đồn là tôi đi uống rượu ác thế. Mẹ có được giọt rượu nào vào mồm đâu. Đá bóng về khô hết cả cổ ra. Đang định bảo ra cùng mấy anh em làm cốc bia xong rồi về. Xong rồi mẹ nhớ các ông quá. Quay về stream xong bắt đầu lên kêu là chắc là say rượu rồi. Live stream giờ này chắc là lè nhè rồi. Nó ui cả ruột. Cảm ơn Hoàng Minh nhá. Ừ, cảm ơn bạn nhiều, bạn ở thế giới nào đấy. Bây giờ mới Halloween à, vui nhá. Chúc bạn Halloween vui vẻ. Tôi thì ngày đéo là chả là Halloween bạn. Tôi cứ lên tầng tôi nhìn mặt vợ tôi cái là tôi thấy Halloween nó lại ùa đến mẹ rồi. Trông kinh dị thực sự. Mẹ hôm nay đá bóng, kể mẹ nghỉ một tuần bây giờ đá bóng mẹ đau hết cả chân không ạ. Tê hết cả chân, sợ thật. Mẹ hôm nay lại bị thằng bắp gì đốn cho hai phát. Một phát thì nó sút con mẹ vào người. Phát thì sút con mẹ vào ống đồng, nghe cóc một cái. Trời ơi, nó quay lại cười hề hề hề, anh có làm sao không? Vẫn cái mặt đấy. Đéo chạy đi đâu được. Đi ra bóng nhiều tôi biết là có nhiều thằng kiểu cũng đéo hiểu chân tay nó kiểu đéo gì. Nó đá hiểu chân tay nó quảng phăng bắp bếp bếp bếp. Khó chịu vài đái. Không thể sửa được ấy. Bực thực sự. Thứ năm em mời đội refund đá bóng uống bia được không anh? Ôi thôi. Ở Hà Nội giờ đi uống bia thì đéo được. 9 giờ tôi đóng cửa rồi em ạ. Tất cả những hàng quán nhậu nhá. Bọn anh bây giờ đá bóng văn minh lịch sự lắm. Ngày xưa đá bóng hay đi uống bia. Nhưng mà bây giờ đá toàn về luôn à. Về tắm rửa thằng nào thằng ấy ăn cơm. Bọn tôi nhá. Đá thứ 3 với cả thứ 5 bây giờ một tuần đá 2 buổi đúng không? Mà thứ 3 đá xong rồi. Bọn tôi đá từ 5 rưỡi cho đến 7 giờ tối. Mà thứ năm lại còn có một đội mẹ mà đá, đội cũng quen quen, ừ, đội rapper gì đấy, hội của thằng Quang. Nó lại đặt sân cũng thứ năm nhưng mà nó đặt từ 8 rưỡi tối cho đến 10 giờ. Ừ, 8 rưỡi tối cho đến 10 giờ. Thế là có một số thằng đá xong trận đến 7 giờ là bắt đầu mẹ mà ngồi đợi để đi đá tiếp. Ui, mẹ mà bảo chúng mày giỏi vãi liền, chúng mày khỏe vãi liền, chúng mày đúng là sức trẻ, chúng mày 10 điểm. Chúng mày đéo phải ở trái đất. Có một số thằng thì lại về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ xong lại 8 rưỡi lại phát giái ra đá tiếp. Tôi bảo chúng mày bị điên à? Chi? Tôi yêu thể thao vừa vừa thôi, yêu đéo yêu khủng khiếp vậy. Anh đá vị trí nào á? Tôi đá hậu môn các bạn ạ. Thỉnh thoảng tôi làm hậu vệ, thỉnh thoảng tôi làm thủ môn. Ừ, sức tôi già yếu rồi, bây giờ tôi đéo đi đá được nhiều. Chạy một tí là tôi bị mệt. Anh ơi sao Missy Shop em vào mà không mua được một món gì? Ờ hiện tại hết mẹ hàng rồi em ạ. Đéo còn gì để bán cả. Lúc nào xem có cái gì bán thì anh mót mót ra cho sau nhá. Sắp tới có bán con Phùng Thanh Lịch đây, con này. Đấy, sắp tới có bán con này này. Xin lỗi anh nhưng 10 năm mà đéo đá thì nữa. Ô em nhầm mẹ rồi. Em nhầm mẹ rồi. Nhiều người anh thấy 50 mấy tuổi rồi vẫn đi đá bình thường em ạ. Đá kiểu đá dưỡng sinh thôi. Công cứ có tâm lý là mẹ mày vào sân phải đá hùng hục, đá chặt chém nhau, đá bao sân, sút phải thật mạnh, cú đá sấm sét, sấm chớp các kiểu. Có cái cứt. Mẹ đá người ta gọi là rèn luyện sức khỏe, đá mấy anh em đá chơi với nhau, chơi đùa với quả bóng. Đéo phải cái kiểu mẹ cứ dê lên xong sút vào ống đồng nhau, chơi kiểu cay cú, tôi đéo thích đá kiểu đấy. À, tại sao bọn tôi đi đá bóng đéo giờ đi đá đối cả. Kể cả nhận đối văn phòng, đối mềm, đối bla 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 bla, đéo giờ tôi đi đá kiểu đấy cả, đá kiểu đấy kiểu người ta đéo biết giữ chân. Như bọn tôi nhá, đá kiểu va chạm với nhau hay là thỉnh thoảng gõ nhẹ vào ống đồng nhau nghe cóc một cái thôi, quay ra cười vui vẻ với nhau, đéo cố tình, thế thôi. Thế nó mới vui. Nhiều ông đi đá, ông xem mấy cái clip đá phủi trên mạng nhờ. Mẹ mà dẫm cả vào mặt nhau, mẹ mà sút vào mặt nhau, vêu hết cả mồm lên, sợ bỏ mẹ đi. 23 tuổi mà không biết định hướng đi đâu có phải là thất bại không ạ? Không, mẹ mà 23 tuổi ông trẻ vãi cả lìn thế. Bây giờ nếu như mà cho tôi quay ngược thời gian lại 10 năm nữa là tôi cũng 23 tuổi như ông ấy, tôi cũng đéo biết làm gì luôn. Tầm mấy tôi vẫn còn đang lêu hêu. Chưa biết là bản thân mình sẽ làm gì, mình sẽ ở lại thủ đô hay là mình sẽ về Cao Bằng để trồng ngô trồng lúa. Thôi từ từ bạn ơi. Nhiều khi mọi thứ nó sẽ kiểu như là cuộc sống nó sẽ tự định hướng mình phải làm cái gì. Buồn cười lắm. Khi mà mình kiểu bần cùng rồi mẹ mày đéo kiếm ra được tiền rồi, lúc đấy thì làm cái đéo gì cũng được. Và khi làm cái đéo gì cũng được rồi, cái đéo gì cũng làm rồi, ra tiền là được rồi. Xong dần dần mình lại bén duyên với cả một cái gì đấy. Cảm ơn Toàn Trần nhá. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là do bản thân mình phải biết cố gắng cơ. Chứ còn nhiều ông mẹ, mẹ em đéo biết định hướng gì cả, em mất phương hướng lắm, em đéo làm gì nữa. Xong em nằm chổng dài lên rời, thế là em chết đói mẹ rồi còn gì nữa. Lười.
Anh nghĩ sao khi cho thời gian server GTA giống như ngoài đời ấy? Ví dụ như 8 giờ tối thì game cũng 8 giờ tối. Ô thế thì hôm đéo là tôi vào chơi game thì tôi cũng là buổi tối à? Thế nó có nhạt toẹt không hả bạn? Game nó có hai mốc thời gian, một gốc ở bên ngoài đời và một mốc ở trong game. Nhưng mà không, thôi đừng nói chuyện GTA nữa, tôi bỏ chơi GTA rồi. Hôm nay tôi ngồi check mail, tôi mới nhận được quả mail. Đây, từ từ đây, tôi tìm lại cho công xem. Có mấy cái mail GTA cơ, nhưng mà tại vì nhiều quá, hôm nay tôi vào check thấy 800 cái mail. Tôi vừa check được một tí, có cái nào hay thì tôi nốt lại. Có cái đến từ bạn TTH Vlog. Hello anh Độ, em không chơi ở server anh nhưng em phát hiện được cực kỳ nhiều lỗi bug game. Khi nào anh rảnh thì anh gọi điện thoại cho số của em, ghi mẹ số điện thoại đây luôn. Rồi em chỉ cho anh toàn lỗi bug, có cả lỗi bug đầu. Đéo chơi server mình nhưng mà phát hiện ra một đống bug của game ạ. Ừ, tôi cũng đéo biết trả lời cái email này như nào. Em là có ý tưởng, ừ, có đóng góp, có ý tốt, anh cảm ơn. Nhưng mà server anh thì đéo biết mấy cái bug đấy nên là anh đéo biết trả lời em kiểu gì cho nó hợp lý. Anh cảm ơn em nhé. Meta mới cho thành phố Missy. Đấy, một bạn tên là Nguyễn Son. Bạn ấy có gửi email với nội dung: em có ý tưởng về thành phố City. Thành phố City. Thành phố City. Em muốn chia thành phố mình thành 4 nước riêng biệt, có người đứng đầu, 4 nước sẽ cạnh tranh lẫn nhau. Sẽ có thị trường chứng khoán. Chứng khoán là mốc để thị uy sức mạnh của từng nước trong thành phố. Và cốt truyện của 4 nước là một trong 4 nước đó luôn có âm mưu thâu tóm các nước còn lại để làm bá chủ theo cách về chính trị, quân sự, kinh tế. Làm thế nào để trở nên mạnh nhất? Sẽ có một kỳ Olympic thường niên ạ. Sẽ có các môn phối hợp để giành điểm. Nếu nước nào nhiều điểm nhất thì chứng khoán của nước họ sẽ tăng lên hoặc là một phần thưởng đấy. Em nghĩ như thế là thành phố mình sẽ thực sự là bùng nổ. Ui dồi, mẹ, đọc quả mail này tôi thấy kiểu nó bị vĩ mô quá, cho nên là nó đéo phù hợp với cả cái phong cách của tôi. Nghe nó bị căng thẳng quá. Ừ, nghe giống kiểu mẹ tứ quốc diễn nghĩa vậy đấy. Tôi đéo làm được kiểu đấy, nhưng mà cảm ơn ý tưởng của bạn nhé. Ý tưởng của bạn hay. Ừ. Bạn Văn Cao 438 có gửi mail: anh Độ ơi, anh tổ chức pick game như con cặc. Đã có ý định tổ chức thì đéo chuyên tâm vào mà test với cả fix lỗi đi, vừa ngu vừa lười. Lỗi linh tinh nhiều vãi lờ, người ta đóng tiền xong lỗi do anh tạo ra rồi không cho người ta chơi. Vòng đầu tiên kết thúc anh bảo là bắn hai hàng cuối cùng thôi mà thằng Tèo bị mù hay sao, nó nã hai viên vào người thằng ngoài cùng hàng thứ ba. Viên đầu nó bắn không chết, nó lại cố tình bắn thêm một viên nữa cho chết hẳn. Làm game mà đéo có tâm thì nghỉ mẹ đi làm vlog đi. Làm vlog thì cũng lười edit, tổ chức game mà lười test với cả fix lỗi mồm lúc đéo nào tôi cố gắng sửa cái đầu khất. Đấy, tôi gửi đây, tôi cho các ông xem mail luôn nhá. Mẹ à, mình đéo phết. Đây à, từ đầu đến đít đây này. Mẹ à, mà đọc xong cái mail nó có lộn mẹ ruột không? Đéo biết phải trả lời như nào cho nó cun ngầu đây. Tâm thư đấy. Thì cũng cố gắng lắm rồi, khổ quá. Nhưng mà cái trình độ làm server, làm event bọn tôi mới bắt đầu làm được mấy tháng nên nó chỉ đến đấy thôi, nên là mong bạn hết sức thông cảm. Nếu như mà trong thời gian tới mà có làm event nữa thì bọn tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc, được chưa? Cày thế nhở. À đây là có một bạn mail từ bạn gì đấy, tôi lại không tiện nói tên. Hí anh Độ, em là một viewer đã xem anh và anh em refund từ rất lâu. Em thấy team mình đang có những content khá hay và thu hút người xem. Tuy nhiên gần đây em thấy một số anh em gia tộc Missy thường xuyên xem rap Việt trên stream. Em không rõ bên Vion có nhắc nhở gì với anh em chưa, nhưng bản thân em thấy không hề đồng tình với việc các anh em trong team lợi dụng việc xem trên Imo không đánh bản quyền để xem những nội dung bản quyền, ví dụ như rap Việt. Vì bản thân anh em là những người nổi tiếng, mỗi hành động việc làm của anh em đều ảnh hưởng rất nhiều đến người xem. Chính vì vậy nếu như cứ tiếp tục làm như thế, anh em gia tộc Missy đang gián tiếp định hướng cho người xem việc coi nhẹ vấn đề bản quyền, và em không hề đồng tình với việc đó. Em rất mong anh người đứng đầu dẫn dắt anh em có dịp nhắc nhở định hướng phát triển của cộng đồng Missy Thuyền. Kiểu kiểu thế, trân trọng. Tôi thấy cái mail này cũng hợp lý. Thì tại vì đúng là nó cũng liên quan đến vấn đề bản quyền. Tại vì xem ở bên nền tảng Nimo nên họ không thể đánh được bản quyền thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này tôi cũng nên nhắc nhở lại anh em. Cảm ơn bạn đã góp ý nhá. Có gì tôi sẽ báo cho anh em để hạn chế cái tình trạng này lại. Cảm ơn bạn rất là nhiều. À, có một bạn nữ, bạn ấy gửi cho tôi một cái mail khá là dài. Với chủ đề tên là: chào ông, ngày hôm nay của ông thế nào, và 4 dấu hỏi chấm. Thì tôi xem qua thì tôi cũng thấy... tôi đọc cho ông nhá. Chào ông, ngày hôm nay của ông thế nào?
Cái này email này bạn ấy bảo tôi che cái nội dung người gửi lại, cho nên là tôi xin phép không chuyển màn hình các bạn nhé. Không biết đến lúc nào ông ấy đọc được cái mail này, hy vọng là nó sẽ không bị trôi vào phần thư giác. Tôi đắn đo khá nhiều trước khi quyết định viết cho ông mấy dòng. Tôi không muốn bị áp lực. Nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ muốn gửi đến ông một lời cảm ơn chân thành nhất. Năm nay tôi 34 tuổi, có nghĩa là hơn tôi 1 tuổi. Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, khá muộn so với nhiều người, và có lẽ bản thân tôi không chịu nổi áp lực của những người xung quanh, nên tôi lấy chồng sau 5 tháng quen nhau và yêu nhau. Tôi cưới cuối năm 2017, sang đầu 2018 thì tôi có bầu. Mấy tháng đầu thì ổn, nhưng mà 2 tháng cuối tôi phát hiện chồng tôi có đi bóc bánh trả tiền. Sau những lần hứa hẹn không tái diễn của chồng thì tôi sinh em bé. Tôi lấy chồng xa, bố tôi mất sớm, lúc đầu thì bầu mẹ tôi... Ui, lúc tôi bầu thì mẹ tôi mất. Nên lúc tôi sinh chỉ có mẹ chồng ở bên cạnh. Tôi sinh được khoảng 20 ngày thì mẹ chồng tôi về. Một mình tôi trông con vì chồng đi làm 2-3 ngày mới về một lần. Tôi tự cơm nước giặt giũ. Bé nhà tôi quấy ngủ ít khóc nhiều chỉ theo mẹ. Tôi căng thẳng không đủ nên không đủ sữa cho con. Cả đêm tôi chỉ ngồi bế con và nghe con khóc. Đến sáng thì con ngủ tôi cũng tranh thủ chợp mắt. 3 tháng ròng rã như vậy tôi bắt đầu bị trầm cảm và ngày càng nặng. Có thời điểm tôi từng ôm con giữa đêm, đứng khóc ở trên cầu và định nhảy cầu. May mắn là tôi đã không làm như vậy. Thời điểm cuối năm 2018, những đêm ngồi ròng rã ôm con, tôi biết đến những buổi stream của ông. Và chính những buổi stream ấy đã cứu tôi, kéo tôi khỏi vũng bùn của trầm cảm. Tôi nhớ không nổi những ngày ấy trải qua bằng cách nào, nhưng hiện tại nhờ những buổi stream ấy khiến tôi không còn suy nghĩ lung tung nữa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với tôi, nên tôi lại xem stream của ông và tôi đã bình tĩnh lại. Đợt cuối năm ngoái khi ông bị scandal, tôi đã lo lắng thực sự. Nếu thực sự ông nghỉ, cảm giác tôi sẽ mất đi một cái phao cứu sinh vậy. Và thật may mắn đến hiện tại ông vẫn ổn, thế là tôi vẫn ổn. Đừng áp lực gì cả, nói thì nói vậy thôi chứ bên cạnh tôi vẫn còn bạn bè và con. Đấy là những động lực giúp tôi vượt qua mọi chuyện này. Vì thế tôi chỉ muốn cảm ơn ông và cũng mong ông giữ sức khỏe để làm được nhiều điều mà ông muốn. Dù sao thì vẫn luôn ủng hộ ông trong mọi chuyện. Cảm ơn vợ chồng ông, cảm ơn gia đình ông đã luôn vui vẻ. Cảm ơn năng lượng tích cực mà gia đình ông đã truyền đến cho mọi người. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông và gia đình. Đấy. Đấy là email của một bà mẹ bỉm sữa. Sau khi đọc xong thì tôi cũng thấy có nhiều luồng suy nghĩ mà tôi cũng không biết được là... Thực ra là có một cái khó mà có thể tôi đo được. Cái đấy có lẽ là mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Nhưng mà nhiều khi tôi không biết được là những cái buổi stream của tôi hay là những cái buổi nói chuyện kiểu như thế này chẳng hạn, nó giúp ích gì cho các bạn, hay là nó giúp ít, hay là nó giúp nhiều, hay là nó có tác động gì đến cái cuộc sống của các bạn hay không. Nhưng khi mà tôi dần dần tôi tiếp xúc với cả nhiều người, hay là tôi đọc những cái tâm sự của các bạn thì tôi thấy là có. Và đối với người là rất nhiều. Có nhiều người là rất nhiều. Nên là cá nhân tôi thì trước đến giờ tôi làm thì tôi vẫn cứ làm theo những gì mà tôi làm thôi. Là tôi vẫn cứ như thế, tôi lên nói chuyện, sau đó tôi ngồi chơi game. Chứ tôi không quan tâm nhiều lắm đến những gì mà tôi sẽ mang lại cho các bạn. Tất nhiên là tôi biết là nó tích cực và tôi cố gắng mang lại những nội dung gì nó hợp lý nhất. Nhưng mà khi tôi đọc cái email này thì tôi thấy là cái buổi stream của tôi hay là cá nhân tôi nhiều khi ảnh hưởng lớn đến quá đến cuộc sống của người khác. Tất nhiên là theo hướng tích cực, nhưng mà nó trở thành cái áp lực của cá nhân tôi. Tôi đéo thể giải thích cho các ông biết là cái áp lực đấy nó kiểu như thế nào. Nhưng mà nếu như các bạn là một trong những người mà đang rơi vào trường hợp giống như mà bạn nữ này gửi mail ấy, thì đéo biết nói kiểu gì cho nó. Mà tôi nếu như mà bạn gửi mail này cho tôi, bạn có đang xem stream này thì tôi cũng chúc bạn nhiều sức khỏe với cả là hãy cố lên. Tôi biết là cái cuộc sống hôn nhân của phụ nữ ấy thì luôn là người thiệt thòi nhất, mang nặng đẻ đau, xong rồi là sinh con ra rồi là sẽ rơi vào những trạng thái trầm cảm nếu như mà cái cuộc sống nó không được như ý muốn. Tôi thì không thể so sánh bản thân mình với cả một người phụ nữ sinh con và rơi vào trạng thái trầm cảm như bạn được. Nhưng mà đấy là những câu chuyện gia đình mà bạn sẽ gặp phải, hoặc là các bạn đang ngồi xem stream đây sau này có thể là các bạn sẽ gặp phải.
Tôi thì cuộc sống của tôi đưa đẩy khiến tôi trở thành một người mà người ta gọi là người nổi tiếng ấy, khi mà tất cả những cái gì của tôi nó đều bị mổ xẻ ra, và đôi khi mọi thứ nó đến với tôi có thể là gấp 5, gấp 10 lần. Nó khủng khiếp hơn nhiều khi mà những cái miệng lưỡi ở trên mạng xã hội người ta cứ đâm vào người tôi. Khi có bất cứ cái câu chuyện gì đấy, tôi cũng từng đã rơi vào những cái trạng thái kiểu suy sụp dã man ấy. Nhưng mà về sau tôi vẫn đứng lên và tôi vẫn ngồi đây và tôi vẫn làm. Nên là tôi mong các bạn cố gắng lên, nếu như mà các bạn đang xem tôi là một cái hình mẫu thì các bạn hãy cứ sống lạc quan và tích cực lên. Tại vì ngoài những cái người ghét mình ý, thì còn những cái người yêu thương mình. Và cái quan trọng cái cuộc sống này là của bản thân mình. Cố gắng lên và trân trọng nó. Các bạn cứ tin vào luật bù trừ đi. Có thể là bây giờ mọi thứ nó sẽ tồi tệ với mình, nhưng mà sau này biết đâu đấy mình sẽ được bù trừ một cái gì đấy nó thỏa đáng hơn. 5 năm, 10 năm nữa, hay là đến khi về già sẽ có cuộc sống an nhàn hơn chẳng hạn, con cái sẽ thành công hơn chẳng hạn. Mình cứ nghĩ như thế đi cho nó tích cực. Mà muốn con cái nó lớn lên khỏe mạnh, thành công thì bản thân mình phải sống tốt đã, thì mình mới che chở được cho nó chứ. Bản thân mình phải lo được thì mình mới lo được cho người khác chứ, đúng không? Cố lên bạn. Hàng cấm từ bạn Nguyễn Ngọc Trung Kiên. Anh Độ ơi, em vẽ tặng anh bức tranh này đẹp không anh ơi? Em vẽ lên tường đó, anh xem một mình thôi nhá, vì nó là hàng cấm đấy. Anh hỏi em cái, Kiên ơi, anh đang ăn cái đéo gì đấy Kiên? Ăn cái gì mà trông đen đen mà đéo hiểu sao răng của anh đều đẹp như thế này Kiên? À, mà em vẽ anh răng mẹ mà nhô mẹ ra ngoài ấy. Cái này mà anh đi đá bóng ấy, thằng nào mà nó nhảy lên nó đánh đầu cắm mẹ vào răng anh thì anh đéo biết là thằng ấy nó phải khâu bao nhiêu mũi nữa luôn ấy Kiên ạ. Mà anh chưa bao giờ anh làm cái động tác khoe răng kiểu như này cả. Em làm mẹ che mẹ luôn cả cái áo logo Missy Gaming đẹp thế này của anh, mẹ che đi luôn ạ. Nhìn trông khác gì thằng nghiện nó khoe răng không? Trời ơi, nhưng mà em vẽ đẹp, có hồn đấy. Với những bức tranh như này mà em mới tập vẽ thôi, anh nghĩ là chắc em còn trẻ. Không không, ừ, đéo có năm sinh. Đây mới là kiểu mấy tác phẩm đầu tay của em thôi. Anh nghĩ là trong thời gian dài nữa em sẽ có những tác phẩm nó để đời hơn đấy. Cảm ơn em nhá, cảm ơn Kiên. Cháu đã bỏ công sức học vẽ 30 phút để vẽ được bức tranh này. Đây cũng là công sức của cháu nên là mong chú xem được. Cảm ơn cháu. Đây, ông nào chụp cái ảnh mẹ trông mồm méo vách cả lìn ra, còn ông này vẽ cái ảnh thì thôi. Mẹ trông mẹ đéo khác gì con nghiện cả. Nhưng mà tôi nói thật chứ, tôi chưa giờ thấy một con nghiện nào mà trông béo tốt như thế này đấy. Nghiện này là nghiện mẹ, nghiện đại gia, nghiện nhiều tiền, nghiện chơi thuốc, mẹ đều đặn à? Nghiện không bị đói, đói thuốc phiện à? Trông dã man thực sự. Ông vẽ hai cái răng này dưới này của tôi là hơi dài đấy nhá. Mẹ ông nhìn này, mẹ môi tôi che lộ lên mỗi tí cái răng thôi mà mẹ ông vẽ lồi con mẹ lên hết như này. 1 2 3 4 răng cửa người ta đều thế mà ông vẽ này, cái này mẹ cái này mà mọc dài ra có khi nó chỉa con mẹ xuống hàm dưới luôn ấy. Ồ thực sự. Hí anh trước xem video dạy edit của anh bánh cuốn quá nên em Photoshop thành Joker cũng chưa được hoàn hảo, mong anh đừng chê ạ. Mẹ thấy chưa? Mẹ ông này vẽ cái ảnh trông mẹ ông này Photoshop trông có tâm hơn hẳn ạ. À. Ấy. Phải là như thế. Trông giò kè vãi lìn ra. Đẹp em ạ, đẹp 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 đẹp, cái này đẹp, cái này đẹp. Ấy. Đỉnh 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 đỉnh. Lê Diện Dũng. Lê Dũng Lê Diện Dũng à? Ui sao quả tên đệm của ông này nghe kiểu mạo lạ thế nhỉ, lạ tai thực sự luôn ấy. Diễn Dũng à? Lê Diễn Dũng à? Đẹp thực sự ạ. Nhờ, trông khác hẳn mẹ luôn. Được em. Anh cảm ơn nhá. Em vẽ tranh tặng cáo Nhu Nhi. Ui, đẹp thế nhở. Hỏi ngu mấy cái này, các ông vẽ bằng iPad à? Vẽ bằng cái đéo gì ấy? Chắc chắn là không phải vẽ kiểu bên ngoài vẽ bằng bút với cả là giấy rồi đúng không? Đẹp vãi lìn này. Cảm ơn Đặng Định nhá, cảm ơn bạn nhiều.
Em chào anh Độ, em là một fan xem anh mới gần đây thôi, nhưng mà cảm giác đã xem anh được 3 năm rồi. Ôi ôi, mẹ, cảm giác đỉnh thực sự. Anh là một streamer tiềm năng với một vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. Cùng với sự nổi tiếng thì anh cũng đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Gia đình nhỏ với bà xã Trang Misi cùng với em cáo Nhu Nhi và em tòi súng. Mặc dù em công nhận anh đẹp trai thật nhưng mà anh bị lùn quá, nên em mong rằng anh hãy cho em Tùng Sói và cáo Nhu Nhi uống thật nhiều sữa để phát triển chiều cao anh nhé. Thân fan nửa mùa gửi anh Độ béo ị. Hay thế nhở. À, anh nói thật với cả em, theo khoa học người ta nghiên cứu thì đéo phải là cứ uống sữa thì nó sẽ cao lên được đâu. Nhá. Mẹ muốn cao là người ta phải chơi thể thao. Ngày xưa thằng Tùng Sói nhà tôi là bị cái kiểu gọi là hơi bị suy dinh dưỡng một tí. Thì nhà tôi có đưa nó đi vay tiền, đưa nó đi gọi là đi khám bác sĩ chuyên khoa về dưỡng chất. Ừ, kiểu như thế. Và bác sĩ phân tích là luôn, tôi đéo nhớ số liệu lắm, nhưng mà khoảng mười mấy phần trăm ấy là nó do gen di truyền, khoảng mười mấy phần trăm ấy là nó do ăn uống, và khoảng nhiều chục phần trăm còn lại là nó do chơi thể thao. Có nghĩa là nếu như mà các bạn sinh ra đã có trong một cái gia đình mà có truyền thống bị lùn ấy, thì các bạn đừng buồn, các bạn có thể tìm đến những môn thể thao khiến cho các bạn dài chân dài tay ra, ví dụ như là cầu nhông, bóng rổ. Đấy, tập bơi, đấy, ví dụ như thế. Đấy là theo bác sĩ nói với tôi thế nhá. Còn thực tế như nào thì phải sau này mới biết được. Thả hồn vào tranh, em mất tận 2 phút cuộc đời để vẽ, mong anh ý kiến. Mẹ, cái ảnh người ta mặc vest đẹp như thế này, ông vẽ cái ảnh này mặt vuông chữ điền hết tiền lại có à. Tộc trưởng Lươn Cao Bằng. Cái áo này của tôi có chữ đéo đâu, tự nhiên ông đi dán thêm quả mác này vào nữa. Mà mẹ, ông nhầm mẹ rồi nhá. Ông vẽ đây là cái caravat đúng không? Tôi làm đéo caravat. Mẹ, đây là tôi thắt nút ở trên cùng mà tôi đéo hiểu sao ngày xưa mặc quả áo sơ mi mẹ. Hai quả cổ áo xòe cánh bướm lên trông buồn cười vãi lìn. Ờ, cảm ơn Hoàn nhé, cảm ơn em nhiều. Ừ, mới đầu tư tí trông như nó sinh động em ạ. Cảm ơn em. Đấy, chiều mai tôi mà ngồi rảnh thì tôi lại ngồi đọc mail, tôi lọc mail tiếp. Có gì hay hay tôi lại chia sẻ cho các ông xem. Nếu anh được bất tử thì anh có muốn không, hay anh muốn sống như người bình thường? Ôi, bất tử không có đâu bạn ơi. Mẹ, bạn xem phim Tần Tỷ Hoàng nhiều quá rồi. Bạn xem phim lịch sử kiểu phim thần thoại nhiều quá rồi. Không có đâu bạn ơi. Nhưng mà nếu có thì tôi thích chứ. Mẹ, tôi sẽ vào hang sống không ạ? Không, tôi sẽ làm cái hầm. Ừ không, tôi sẽ làm cái hầm. Xong rồi tôi sẽ gom tiền, tôi giả tiền internet khoảng 100 năm. Đấy, xong là tôi với cả nhà tôi xuống dưới để sống, tránh xa dịch bệnh. À không, phải có cái cửa thỉnh thoảng tuần đi đá bóng 2 buổi chứ. Được, 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 được. Đấy, tôi thích sống thêm. Lê Khôi 456, em mới xem vừa gym anh em được dịch thực sự mang lại nhiều cảm xúc tình cảm cảm nhau. Ôi rồi, cảm ơn em nhiều nhá. Nhưng mà bạn sao tên em giống tên là Khôi ế em anh thế nhở? Hí anh Đậu, em có ông anh cũng làm streamer vừa mua Mac C300 anh ạ. Ui, mẹ, mà streamer nào mà giàu thế nhở? Đéo sao người ta làm streamer người ta mua mẹc ở mầm mà đéo hiểu sao mẹ. Mình làm lương 7-8 triệu sống vật va vật vờ là thế đéo nào nhở? Tôi có, đúng rồi, tôi có C300 đây cho các bạn xem luôn này. Đây, C300 này. Ôi, ông đéo nào cứ mẹ báo chí thì mẹ cứ viết giật tít thì mẹ, mà ông Độ có xe mẹ có luôn. C300 mẹ luôn. Mở cốp nhét vali về Cao Bằng luôn. Như thật. Anh còn hút thuốc lào không á? Có, hút đều. Ra sân bóng kiểu gì lúc nào chả làm bi. Tôi không phải là nghiện thuốc lào, không phải như kiểu là thằng bông nghiện. Đội tôi có thằng bông nghiện, thằng đấy kiểu đéo thuốc lào đéo chịu được ấy các bạn ạ. Ở hôm rồi nó lại còn mua cả một cái điếu thuốc lào chống tràn. Có nghĩa là nếu như các bạn biết cái ống thuốc lào không? Ống thuốc lào là nó sẽ phải đổ nước vào để nó hút ấy. Ngày xưa đi đánh nhau ở cổng trường cấp 3 là mày biết bố mày lai không, dơ của ống thuốc lào lên là nước nó sẽ đổ xóa vào đầu, xong đi về luôn đéo đánh nhau nữa. Nhưng mà bây giờ nó có quả công nghệ mới gọi là thuốc lào chống trào, nghĩa là các bạn dốc thế đéo nào thì dốc, nước nó đéo thì ra được. Ô mẹ, đỉnh cao của khoa học vãi lìn ra. Thằng bông hoa trước nó vừa mua một quả xong nó bảo là hút ngon lắm anh ạ. Tôi đang cân nhắc giữa cái việc là có nên mua
ống thuốc lào chống tràn về để lên trên tầng 7, thỉnh thoảng sáng lên kéo phát không. Hợp lý. Cũng thích hút. Người ta bảo mẹ bi thuốc lào hơn bao thuốc lá mà. Hút phát thì cũng sướng người thật. Cảm bác cực nha. À, ông cứ nghĩ thuốc lào là cái đéo gì đấy, kiểu nghe nó bị tệ nạn không. Quốc hồn quốc túy các bạn. Không cổ suý chuyện hút thuốc lào đâu, nhưng mà những thằng mà hút thuốc lào kiểu lâu năm như bọn tôi rồi thì nó cũng gọi là dã man đấy. Không có là cũng mẹ không chịu được. Quán có thuốc lào không cô ơi? U ơi, còn gói thuốc lào dở được không? Cho con xin bi đây. Cảm giác hút thuốc lào nhau tả thế đéo là được. Lúc nào hút xong rồi đã thấy khoảng 4-5 thằng đang ngồi đỡ cho rồi. Xong rồi mẹ nước dãi chảy ròng ròng ra, có nhớ cái đéo gì đâu. Tự hút tự trải nghiệm đi, mỗi người một kiểu. Quay ra hỏi hút như thế nào. Hút phê, nó sướng. Nó ngửa dãi lên trời. Thử đi thì biết. Hỏi 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 hỏi, đau hết cả đầu.